mày chờ chờ rồi tới tới rồi thôi tới rồi tới rồi. Con này là khủng khiếp luôn nè mọi người, hàng ô. Mày dính không? Thôi thôi thôi. Thôi thôi cái gôm. Ủa cái gôm mọi người ơi. Thằng hổ. Rồi gặp khủng long rồi, gặp khủng long rồi. Trời 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 ơi, cái gôm gặp khủng long rồi. Mọi người. Trời 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 trời, trời trời sướng rồi, sóc đường này làm sao mà xảy nổi. Thằng hổ cái gôm. Kiên công mình nè. Mày chứ. Lên mọi người ơi. Trời trời trời, cái gô mọi người ơi, gặp rồi mọi người ơi, nè. Cái thằng gô, cái gô. Phê vậy. Ôi ôi, nó giờ mới chín cái gô là bự gì luôn mọi người. Con này là khủng khiếp luôn nè mọi người. Cái thằng gô. Lên nghe. Ôi. Ôi. Lên mọi người ơi. Lên lên. Oh my god. Trời trời, lần đầu tiên gặp cái gô bự bê lớn như luôn nè mọi người. Trời ơi. Gô, con cái gô nó bự không nổi mẹ ơi. Con này lần đầu tiên câu dính luôn nha mọi người. Con này là chê lai nha. Chê lai mà nó bự nè. Thằng ngu. Trời ơi. Trời 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 trời. Rồi lên nè. Mới thả xuống luôn mọi người. Rồi rồi tới ông chuyện rồi. Lên. Ok lên hàng nha mọi người. Trời trời nó dãy nè mọi người. Ủa cái gô đã ghê không? Ừ. Dặn khè luôn mọi người ơi. Nè, cái gô mập lù luôn á. Đã ghê luôn trời, nè. Cái gô là mọi người ơi. Thằng con cái gô. Trời ơi cái gô nó mập ra trời. Oh my god. Thằng gô đẹp. Mọi người thấy nó đẹp không mọi người? Cái gô này đúng cái gô động luôn nha mọi người. Nó có cái đốm đen ở dưới đây nè, thấy không? Mọi người thấy cái đốm đen không? Do nó bự quá, nó mập quá trời mập á cho nên nó kê xuống cằn lại nào. Lên con cái gô khủng khủng coi. Đó. Cá là lại đó mọi người, nó lên tim đó mọi người, lên tim mẫn mẫn luôn, thấy không? Đây có dấu hiệu cá lại đó.
hạt lát mới bay lên đó. Đó, cá gô rồi cá lại mọi người ơi, cá đang lại lên tim rồi, nó hết biết lên tim luôn kìa. Cái gô nè rồi thẳng cái gô mập tết thì chín nè mọi người. phê chưa ôi ôi ui ui cái gô rồi dính cái mép với chút xíu mà mọi người ơi. Trời chẳng cái gô nè, con này đúng chắc gô mề luôn nha. Trời dính mọi người. Trời ủa cái gô. Trời mình không kịp. Mình không kịp giật luôn á trời. Trời cái gô nè. Phơi lên. Rồi lên rồi mọi người, nó mệt rồi. Cái gô bành kia luôn nha mọi người. Mày lên mọi người, lên nè. Ui phê Cô đồng mọi người ơi. Nè canh câu mình nè mọi người. Ok bây giờ lên nha. Phê mọi người ơi. Nè con cá gô nè. Con này đúng cá gô đồng luôn nè mọi người, lâu năm luôn nè mọi người. Mọi người coi cái đuôi của nó nè. Cái đuôi nó có cái chấm đen nè mọi người. Thấy không? Mà tại vì nó bự quá trời bự á. Nè bên đây chấm nó nè. Giật mày. Ui. Mọi người. Trời ơi, lúc phao luôn. Cá dạng khè luôn mọi người. Xuống cạn. Em ơi, kéo rồi. Rồi, cá bự rồi. Cá bự rồi. Lúc phao. Trời. Con gì đây? Hắn thằng hô con cá gô. Trời. Cái gô này mọi người. Thằng hô. Oh my god. Mọi người thấy cái gô không? Trời mọi người ơi. Thằng hô con cá gô nè. Trời ơi, con này là con quỷ. Ăn mọi người ăn. Kéo. Được, kéo. Kéo. Ok, tiếp theo mọi người ơi, có cái gô nè. Trời mập. Dạng khè luôn mọi người. Nè. Vừa chưa?
trời xuống dính dính cá rồi mọi người. Thằng gô cá gô, trời trời cái gô kìa, đưa bàn tay lên coi. Thằng gô chim dính cá đây, mình quay sát cho mọi người xem nha. Trời 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 cái gô nè mọi người, hên thấy ghê luôn. Sao gô dính hay vậy? Nói trong cái cây á, em giật lên là vừa lên bờ là nó rớt xuống luôn, em nhạo em chụp á, mấy là văng xong rồi. Dĩ ghê vậy. Đâu con cá. Thằng gô câu dính cái gô bự hơn cá của anh sớm giờ nữa. Lên rồi. Hát lát. Ok em tiếp theo mọi người ơi, hát lát nha mọi người. Nè, đã chưa? Rồi. Trời trời trời. Tới chuyện rồi, tới chuyện anh ơi. Cô. Ok em tiếp theo mọi người ơi, nè phê chưa cái gô mời nha, đã mọi người, quá đã, bữa nay trúng ngày ổ rồi mọi người ơi, tại vì cái điểm này chắc cũng chưa có ai câu á mọi người. Xuống cần lại nào. Rồi gì trời. Còn mọi người ơi, con gì đó, ôi ôi con gì trời, oh my god, trời 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 trời, cái gô này mọi người. Trời trời, cái gô động không nổi ư, nút cái phao luôn rồi. Trời ơi, hôm nay trời trời cái gô, lâu lắm rồi mình mới gặp lại cái gô bự cỡ gì luôn mọi người nè. Mày trời trời. Rồi tới tới rồi. Thôi tới. Rồi tới. Cái gì vậy? Ê, con gì mọi người, cái lóc hay gì á. Ê, rồi tới tới chị mọi người ơi, tới đừng nói là cái lóc nha. Ôi, nó kéo rồi tới chị nè, con gì thế em ơi, tới chị em ơi, nhanh đi nhanh đi, cái dây trắng cho ba lửa luôn mọi người ơi. Trời trời trời, cái trên nè, nó kéo một cái đuôi luôn á. Ok nha, để giờ mình kéo nó lên lại luôn mọi người ơi. Nó đuối rồi. Quá trời quá con cá. Ừ sao thấy giống cá chê trắng không? Nè mọi người, con cá chê nè mọi người.